Tin chuyển nhượng sáng ngày 29 tháng 6 có các nội dung sau. Bayern Munich tăng giá mua Harry Kane. Man City giữ chân Kyle Walker. Arsenal lợi thế ký Declan Rice. Arsenal chiêu mộ Declan Rice với hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh. Sẽ là thông tin chính trong bản tin chuyển nhượng mới nhất ngày hôm nay. Bayern Munich tự tin ký Harry Kane. Bayern Munich sẵn sàng gửi lời đề nghị thứ hai cho Harry Kane của Tottenham. Theo Bin, lời đề nghị đầu 70 triệu euro kèm các điều khoản bổ sung của nhà vô địch Bundesliga đã bị Tottenham từ chối tức thì. Dù vậy, huấn luyện viên Thomas Tuchel và Bayern không nản lòng, sẽ gửi đến đội bóng London mức giá mới. Harry Kane được cho sẵn sàng đến Đức chơi bóng, đã đồng ý các thỏa thuận với đội chủ sân Allianz Arena. Cha và anh trai của Harry Kane đã có mặt ở Munich về tuần trước để thảo luận các điều khoản hợp đồng với các quan chức của Bayern. Bayern được cho tự tin có thể ký Kane dưới 100 triệu euro khi đội trưởng Tam Sư chỉ còn một năm trong hợp đồng với Tottenham. Huấn luyện viên Pep Guardiola không muốn Kyle Walker ra đi. Vị thuyền trưởng Man City được loan báo quyết giữ chân Kyle Walker trước sự quan tâm từ Bayern Munich. Huấn luyện viên Thomas Tuchel xác định Kyle Walker chỉ còn một năm hợp đồng tại Etihad thay cho Benjamin Pavard, người dự kiến sẽ rời Bayern Munich hè này. Tuy nhiên, có tin cho rằng huấn luyện viên Pep Guardiola không muốn để hậu vệ tuyển Anh ra đi và đã yêu cầu Man City cải thiện lời đề nghị gia hạn. Các nhà vô địch Champions League đã gửi hợp đồng mới có thời hạn 2 năm đến Kyle Walker, tức đến hè 2025. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu lời đề nghị này có đánh bật được cám dỗ từ Bayern hay không. Walker gia nhập Man City từ Tottenham với giá 50 triệu bảng vào năm 2017, đã cùng đội bóng áo xanh chiến thắng nhiều danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup và Champions League. Anh có 254 lần ra sân trong 6 mùa giải cùng Man City. Là một thành viên quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola, Arsenal tự tin có Declan Rice. Theo Athletic và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đã quyết định rút khỏi thương vụ Declan Rice. Đây là điều mà West Ham không ngờ bởi câu lạc bộ này đang chờ phản ứng từ đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola sau lời đề nghị kỷ lục từ Arsenal. 100 triệu bảng trả trước cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí. Lý do West Ham chưa vội trả lời pháo thủ cũng bởi mong Man City tham gia sẽ đẩy được giá bán để Declan Rice cao hơn. Tuy nhiên, giờ thì huấn luyện viên Mikel Arteta và Arsenal tự tin có tiền vệ tuyển Anh với các điều khoản cá nhân đã được đôi bên thống nhất trước đó. Declan Rice vốn ưu tiên ở lại London và đã gật Arsenal, nhưng sự xuất hiện của Man City làm người trong cuộc có chút chao đảo. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola và đội ngũ tuyển dụng Man Xanh xác định không vung tiền ký đội trưởng West Ham bằng mọi giá. Hiện vấn đề khúc mắc còn lại của Arsenal và West Ham là ở khâu thanh toán. Trong khi The Hammers muốn phần phí trả trước 100 triệu bảng, được thanh toán trong 2 đợt và dứt điểm vào đầu năm 2025, thì pháo thủ lại đề nghị trả khoản phí này trong 5 năm. Một khi thương vụ được chốt, Declan Rice sẽ trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi thời đại, vượt qua khoản phí 100 triệu bảng mà Man City chi ra để có Jack Grealish vào 2021. Ả Rập Xê Út kích nổ bom tấn chuyển nhượng thứ 5 trong hè 2023. Đêm ngày 28 tháng 6, Al Ahly công bố tân binh Edward Mendy, thủ môn hay nhất thế giới năm 2021. Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, Al Ahly đã chi 15 đến 17 triệu bảng để sở hữu thủ môn hay nhất thế giới năm 2021. Hợp đồng của Mendy tại Ả Rập Xê Út có thời hạn tới hè 2026. Thủ môn người Senegal trở thành bom tấn chuyển nhượng thứ 5 tại Saudi Pro League hè này, sau Karim Benzema, gỡ lỗ Kante, Al Ittihad, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Al Hilal. Là một người dễ mến cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Mendy sẽ luôn có vị trí quan trọng trong lịch sử Chelsea. Chúng tôi trân trọng và biết ơn những đóng góp của Mendy cho Chelsea tại Champions League 2020-2021. Chúc anh may mắn ở chặng đường tiếp theo, câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge thông báo. Đội bóng mới của Mendy là Al Ahly. Đội chủ sân King Abdullah Sports City vừa giành chức vô địch giải hạng nhất, đồng nghĩa với vé dự Saudi Pro League 2023-2024. Mendy gia nhập Chelsea vào hè 2020 và ngay lập tức chiếm suất bắt chính từ tay Kepa Arrizabalaga. Ở mùa giải đầu tiên tại Anh, Mendy đã giúp The Blues giành 3 danh hiệu gồm Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Sang đến mùa 2022-2023,
thủ môn sinh năm 1992 bất ngờ sa sút phong độ. Khi Mauricio Pochettino lên nắm quyền, ông đã loại Mendy khỏi kế hoạch để trả lại suất bắt chính cho Kepa. Cũng theo nhà báo Romano, cổ động viên Ả Rập Xê Út chuẩn bị đón thêm một ngôi sao là Hakim Ziyech. Tuyển thủ Morocco đã hoàn thành bài kiểm tra y tế và chỉ còn chờ công bố từ Anas. Arsenal chiêu mộ Declan Rice với hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh. Câu lạc bộ Arsenal được cho là đã nhận được cái gật đầu từ West Ham sau khi đưa ra đề nghị mức phí 133 triệu đô la Mỹ cho tuyển thủ Anh Declan Rice. Khi hợp đồng hoàn tất, đây sẽ là thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Câu lạc bộ Arsenal đã 3 lần hỏi mua Rice trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Ở lần thứ hai, họ đề nghị 95 triệu đô la Mỹ phí chuyển nhượng kèm 19 triệu phụ phí nhưng bị từ chối. Lần hỏi mua thứ ba của pháo thủ khả năng cao sẽ thành công khi họ đề nghị 126 triệu đô la Mỹ trả ngay và 6 triệu đô la Mỹ thưởng tùy vào thành tích. Theo Daily Mail, Arsenal đề nghị trả số tiền này theo từng phần trong vòng 4 năm, trong khi West Ham muốn được thanh toán trong 2 năm. Tuy nhiên, đây được xem là vấn đề nhỏ, không có khả năng khiến thương vụ đổ vỡ và hai câu lạc bộ đang dành thời gian đàm phán những điều khoản khác. Nếu thương vụ thành công, Rice sẽ trở thành cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử, phá kỷ lục 127 triệu đô la Mỹ Man City bỏ ra để mua Jack Grealish từ Aston Villa năm 2021. Man City cũng từng nhảy vào cuộc cạnh tranh chữ ký của Rice. Họ gửi đến West Ham đề nghị 101 triệu đô la Mỹ phí chuyển nhượng kèm 13 triệu đô la Mỹ phụ phí, nhưng bị từ chối. Đội chủ sân Etihad sau đó rút khỏi cuộc đua. Việc Man City từ bỏ ý định chiêu mộ Rice có thể là lý do quan trọng nhất khiến West Ham đồng ý bán Rice cho Arsenal. Đội chủ sân Emirates không gặp trở ngại trong việc đàm phán những điều khoản cá nhân với Rice khi tiền vệ 24 tuổi đồng ý mức lương 316.000 đô la Mỹ mỗi tuần. Rice cũng ưu tiên chuyển đến Arsenal hơn dù được Man City quan tâm, một phần vì ấn tượng với sự nhiệt tình của huấn luyện viên Mikel Arteta. Từ khi ra mắt đội một West Ham vào năm 2017, Declan Rice trở thành trụ cột của đội với 245 lần ra sân, ghi 15 bàn. Anh được trao băng thủ quân và dẫn dắt câu lạc bộ đến chức vô địch Europa Conference League mùa trước. Chính thức, Arsenal nổ bom tấn Kai Havertz. Trên trang chủ, Arsenal xác nhận ký hợp đồng với cầu thủ tấn công đa năng Kai Havertz từ Chelsea. Họ chấp nhận chi 65 triệu bảng cho thương vụ này. Sau khi về đích ở vị trí thứ 2 tại ngoại hạng Anh mùa trước, huấn luyện viên Mikel Arteta rất muốn có thêm những bản hợp đồng mới để tăng khả năng cạnh tranh ở mùa giải tới. Pháo thủ đã xác định tuyển thủ Đức Kai Havertz là mục tiêu hàng đầu nâng cấp hàng công. Chelsea chi 72 triệu bảng mua Havertz vào năm 2020. Cầu thủ này đã có 139 lần ra sân cho câu lạc bộ, ghi 32 bàn và cung cấp 15 kiến tạo. Havertz là người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man City trong trận chung kết Champions League 2021. Anh cũng đã ghi 13 bàn sau 35 lần ra sân cho đội tuyển Đức. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1999 được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau nhưng không cho thấy khả năng của mình. Anh cũng đã nghĩ đến việc rời đi để tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp. Havertz đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận cá nhân với Arsenal. Đội chủ sân Emirates đã đàm phán với Chelsea và chính thức có được điều mình cần. Trên trang chủ, Arsenal xác nhận ký hợp đồng với Kai Havertz từ Chelsea. Họ chấp nhận chi 65 triệu bảng cho thương vụ này. Havertz ký hợp đồng dài hạn với Arsenal. Ở sân Emirates, cầu thủ này mang áo số 29. Giám đốc thể thao Edu cho biết, chúng tôi rất vui mừng khi Kai đến câu lạc bộ. Mọi người đã làm việc rất tốt để hoàn tất thương vụ này. Kai là một sự bổ sung thú vị cho đội hình của chúng tôi. Người sẽ mang lại chất lượng tấn công và tính linh hoạt cho đội bóng. Chúng tôi rất mong được làm việc với cậu ấy. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói thêm, Kai là một cầu thủ chất lượng. Cậu ấy rất đa năng và thông minh. Cậu ấy sẽ mang đến nhiều giải pháp cho chúng tôi ở mùa giải mới. Chúng tôi chào đón Kai và gia đình của cậu ấy đến với Arsenal. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi được làm việc với cậu ấy. Trong khi đó, ngôi sao người Đức nói, thật thú vị khi tôi được gia nhập câu lạc bộ tuyệt vời này và trở thành một phần của gia đình Arsenal. Câu lạc bộ này có một lịch sử lâu đời và tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đưa câu lạc bộ tiến lên phía trước. Mục tiêu của tôi là cùng câu lạc bộ giành những danh hiệu. Tôi sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất của mình cho đội bóng. Bây giờ tôi rất mong được gặp mọi người ở câu lạc bộ mới. Kai Havertz trưởng thành từ lò của Bayer Leverkusen, được lên đội một năm 2016. Anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ lớn nhất nước Đức khi chỉ mới 17 tuổi. Vào mùa hè năm 2020, Havertz chuyển tới Chelsea. Trong 3 mùa giải ở câu lạc bộ Tây London, tiền đạo 24 tuổi đã có 139 lần ra sân, ghi 32 bàn và kiến tạo 15 lần trên mọi đấu trường. Đáng chú ý,
Kai đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Chelsea chiến thắng Manchester City trong trận chung kết và lên ngôi vô địch Champions League năm 2021.